Cũng vậy, chiều ngày hôm nay thiền sư sẽ tiếp tục dạy chúng ta hiểu về avijja vô minh. Ngài sẽ tiếp tục diễn giải về vô minh. Avijja sura ga ro yogi dro sin ni a lo ti bi da phit ti atai avijja sura ma ti da phit par de avijja ma ti da ha ago ma ti da le lo mi yin prathama u so tissa 4 ba ko ma ti da ha avijja be phit de a ri tissa 4 ba ko ma ti de the ma tissa 4 ba de ma manet dou nga pyo pya pi twa ra ga dukkha tissa ko dukkha tissa lo aman dai ma ti da avijja be phit par de. Cũng vậy, ngài nói đến vô minh. Vô minh là gì? Vô minh là sự không biết, không thấy, không sáng suốt, không hiểu biết. Cái nào như thế nào là không thấy, không biết, không sáng suốt, không hiểu biết? Có nghĩa rằng không thấy, không biết, không sáng suốt, không hiểu biết, không thấy rõ đúng bản chất của tứ diệu đế, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Không thấy đúng bản chất thật sự như thật của tứ diệu đế. Chính vì không thấy rõ đúng về tứ diệu đế mà gọi là avijja vô minh. Dukkha tissa ko dukkha tissa lo aman dai ma ti da ha avijja so ro dukkha tissa so ra ba le na le bu lo ba de a ro dukkha tissa so ra khanda 5 ba ko dukkha tissa lo kho ba de. Cũng vậy, trong tứ diệu đế có khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Vậy khổ đế chính là dukkha satya, là sự thật về khổ đau. Như thế nào là sự thật về khổ đau? Thì ngài nói rằng cái sự có mặt của năm uẩn chính là khổ đế, dukkha satya, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sự có mặt của năm uẩn, năm yếu tố, năm tập hợp đó được gọi là dukkha satya, khổ đế, hay là sự thật về khổ. Eri khana ngā vā sura lī gu mane dung ngā lī vē pyo pya pī tā vī phit par de akhu thamman pī ro ane nge pyan pyo pya pī ya me so yin prathama u song ngā ro phyin khana ngā vā re ma prathama u song ngā rūpa khana nau dutiya ga vedana khana tatiya ga tinya khana saruddha ga tinkhara khana nau song ngā viññāna khana phit par de. Hay đó, đi khăn à ngá vá rê mà, bà thơ mà ưu dông rú bè khăn à sô ra, phao bèn đá đê tà bò đê yá, phao bèn đá đê yú đê yá jí gú rú bè khăn à lô khó bá rê, khăn zá rá gá, vú rê nê khăn à, mà tá rá gá, tên yé khăn à, yú bèn á gá, tên khá rê khăn à, tí rá gá, vú yá nê khăn à, sô bí rô á lô khăn à ngá vá xí bá rê. Bây giờ ngài thiền sư Sa Phá sẽ tiếp tục thật ra ngài nói rằng lúc sáng ngài có nói về năm uẩn rồi, nhưng bây giờ ngài vẫn tiếp tục chia sẻ về năm uẩn. Vậy chúng ta hãy nhìn lên chiếc bàn của ngài thiền sư Sa Phá, chúng ta sẽ thấy được năm chiếc cốc màu đen. Chiếc cốc màu đen đó tượng trưng cho sắc pháp. Bốn chiếc cốc màu trắng là tượng trưng cho thọ, tưởng, hành và thức. Cái cốc màu đen chính là sắc, cái cốc màu trắng thứ hai là thọ, tưởng, hành, thức. Bốn chiếc cốc đó chính là thọ, tưởng, hành, thức. Vậy sắc chính là gì? Sắc là những tập hợp, đang là những tập hợp luôn luôn có bản chất gọi là gì? Biến đổi, thay đổi. Thứ hai là gì? Thọ. Thọ là gì? Là cảm thọ, là cảm giác, cảm xúc của thân tâm. Tưởng là gì? Tưởng là cái biết dựa vào kinh nghiệm, trải nghiệm, ký ức, hồi ức thì gọi là tưởng. Hành là gì? Hành là chủ ý tạo tác. Hành là chủ ý tạo tác thiện ác. Thức là gì? Thức là cái biết ban đầu, cái biết sơ khởi.
Ero di khana ngava khana ngava shire te ma mogu zero bhyayi upanditiya gu hore kama mogu zero bhyayi ga tagara gamari sabiri gu tema thayin dauma sabi matayin dauma lulwe li ne na le nai si bu yen along em madam ma meta karuna shi tha pi ro mogu zero bhyayi ha dilu khoi kali ri ne upama pi pi ro holi si ba re da ja khu le be yogi thoro sin ni lulwe ku ku na le tbo pao nai bo ya atwe ditana khoi li ri ne poun san upama pi pi ro ho pya pi twa ma phit ba re À, cũng vậy à, ngài thiền sư Sa Phá ngài dạy rằng à, những chiếc cốc này ấy, là cái cách diễn giải cách giảng dạy của ngài thiền sư mua gốc à, lúc ngài mua gốc mà ngài còn sống ấy, là ngài cũng sử dụng những chiếc cốc để mà à, giảng dạy giáo pháp cho tất cả các hành giả. Cũng vậy à, ngài thiền sư Sa Phá cũng học theo cái cách giảng của ngài à, cũng sử dụng những chiếc cốc để mà diễn giải giáo pháp cho Phật tử. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà à, sử dụng những chiếc cốc này mà giảng dạy giáo pháp ấy, thì à, người hành giả hay là những Phật tử sẽ dễ dàng tiếp thu hơn, dễ dàng nghe được hơn, hiểu hơn à, tiếp nhận được giáo pháp một cách nhanh chóng hơn, đầy đủ hơn. A khu khana ngā bā lu pyo lai te khama khwa kli ngā kwe mau pya thara gu yogi dro sin ni mien twi ya ma phit par de ai khwa kli ngā kwe mau te khama ko khwa ko ko thong nyin da lu thong lo mya ba hu snit de ja thong ga ba de ai lu snit de ja thong ne so de niya ma a khu khwa ngā kwe mau tha de khama a yaung nay yaung khwa tha ba de Nay yong ne, chana garo, a chu yong so biro, kana nga ba, kwa nga kwe, tabi melu, a yong, nemu kwe tarago, yogi drosini, mien duyam apshabare, eri nemu kwe taya chin ye, yue jeka, kana nga bare ma, rupe kana suraga, yogdiya luk tilu, nali dhopa onglu, tugu, yogdiya gu, a yong de yong ne. Cũng vậy chúng ta hãy nhìn lên bàn của ngài, chúng ta sẽ thấy được hai loại cốc. Thứ nhất là cốc màu đen và bốn chiếc cốc màu trắng. Riêng cái cốc màu đen đó là tượng trưng cho sắc pháp, bốn cái cốc màu trắng tượng trưng cho danh pháp đó. Vậy cốc màu đen thuộc về sắc pháp, bốn cái cốc màu trắng thuộc về danh pháp. Danh pháp gồm có mấy? Gồm có bốn đúng không? Bốn chiếc cốc. Vậy đó là gì? Thọ, tưởng, hành, thức. Bốn cái chiếc cốc màu trắng đó tượng trưng cho thọ, tưởng, hành, thức, hay là thọ ủng, tưởng ủng, hành ủng, hay là thức ủng. Còn cốc màu đen thuộc về sắc ủng. Vậy năm chiếc cốc đó được chia thành hai phần. Màu cốc màu đen thuộc về sắc pháp, bốn cốc màu trắng thuộc về danh pháp. Ero dikhana ngava shire te ma rupa khana sura ga ro phau byan dat de tbo lu kho re yutiya yukkhana phit par re urine khana sura nan khana urine khana sura khan sa mu tbo tiya lu kho re nan khana tenye khana ga matta mu lu kho re nan khana tin khare khana ga pyu byin ne tbo tiya vinyane khana ga ti mu tbo tiya lu kho re nan khana ga li ba yukkhanaga daba ne yukka daba nan ga li ba tage a chin chou lai de kha ja ro yuk taya ne nan taya be khana ni ne nga ba shi bin shi nya do le be yuk taya ne nan taya yukkhana ne nan khana yuk ne nan me shi de so ra alu lu na le tbo pao taw ma phit ma de chúng ta có năm chiếc cốc màu đen và bốn chiếc cốc màu trắng. Chiếc cốc màu đen tượng trưng cho sắc pháp hay gọi là sắc ủng.
Bốn chiếc cốc màu trắng tượng trưng cho danh pháp. Danh pháp gồm có mấy? Danh pháp gồm có bốn. Bốn là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc, sắc ủng, danh, sắc ủng, thọ ủng, tưởng ủng, hành ủng và thức ủng. Đó là năm ủng. Còn nói theo nghĩa tóm tắt là sao? Chỉ có hai phần thôi. Chỉ là gì? Sắc pháp và danh pháp. Cái cốc màu đen chính là sắc pháp. Bốn cái cốc còn lại chính là danh pháp. Vậy chỉ có sắc pháp và danh pháp. Tình yêu phiền thập cho em ấy suy nghĩ. Mà tì ra gà yếu, tì ra gà nè. Mà tì ra gà yếu, tì ra gà nè. Yếu nè nè mê, tì bó à tì khá nà gô dì gô. Tì tì chá chá nhẹ nè chì lạy tì khá chá rò. Mà tì rè tà bó tì yà lô khó rè yếu, tì rè tà bó tì yà lô khó rè nè. Tì nàm yếu bè xì rè sù rà nà lê tà bó bào lù yà bà rè. Ngài nói rằng không biết rõ chính là sắc pháp. Cái sự biết rõ là danh pháp. Hay gọi là cái biết gọi là không biết thuộc gọi là sắc pháp. Biết rõ hay là hay biết gọi là danh pháp. Mà tì ra đề tập hồ tì yà lô khó rê yục. Tì ra đề tập hồ tì yà lô khó rê nè lô. Tì nèm yu gu tì tì chà chà chì lây đề khà mà. Tì tì chà chà chì lây đề khà chà rô. Yô yì miyà hù zè miyà yê khà nà gu yì gu. Nhà miyà lô nè chì rê khà mà. Yô yì miyà yê hù zè miyà tì khà nà gu yì gu. Nhà miyà lô nè chì mê sù yên. Mà tì rê yô nè tì rê nè. Tì nà khu bè xì rê sù rà. Nhà miyà nè lô lô tì xì nà mà rê. Mà tì rà yô tì rà nàng sù rà bì lô bè. Tì khà nà gu yì gà tì rê tà bò tì yà mì xì gu. Tì khà nà gu yì gu. Say lại mẹ, chú lại mẹ, nè lại mẹ. Xuyên khăn à gù yì gà mà tì bù. Thế kê tì ra gà nàng à tì lại bà. Thà cháu, tì khăn à gù yì tì khu lông gù. Tì yà tà bò nè chông chì mẹ xuyên. Mà tì rè yông nè, tì rè nè mẹ. Tì nè khu bè xì rè lù nà lè à mạc. Cũng vậy, năm ủng chính là danh pháp và sắc pháp. Thì nghe nói rằng sắc pháp có tính chất là không nhận biết. Có tính chất là không nhận biết. Danh pháp là cơ tính chất là nhận biết. Như thế nào là không nhận biết? Thì người nói rằng ví dụ các cơ thể của chúng ta đây là sắc pháp, nó không có nhận biết được. Nhưng mà khi mình nhéo một cái, mình đánh một cái nó đau đúng không? Thì cái đau đó là gì? Là danh pháp nhận biết được, mà sắc pháp không nhận biết được. Sắc pháp nó chỉ là một cái khối hình thể, cái tập hợp của tứ đại thôi, nó không có nhận biết được. Nhưng mà khi mình lấy tay mình nhéo vào cái cơ thể mình cái, mình cảm giác đau, thì cái đau đó đến từ đâu? Đến từ danh pháp. Vậy sắc pháp có tính chất là không nhận biết được, danh pháp có tính chất là nhận biết được. Chính châu đề khá giả rõ khá nà ngá vã vệ thì khá nà ngá vã rê mà bèn bí rõ chí mê xuyên phao bèn nè dò lì gà yếu bê ế rà gà thì yếu thế mà chí lại mê xuyên ngá sô rà lê mà bà vũ tu sô rà lê mà bà vũ yào giá mê mà sô rà lê mà bà vũ học viên này thì vội đi ăn lẩu khoe, yêu đi ăn về xí để lẩu xin xin lên lên ăn lấy à mẹ. Cũng vậy sắc sắc ủng chính là cái thân của mình đó, cái hình hài của mình này là hiểu là cái gọi là gì, sắc pháp hay là tập hợp của sắc ủng. Vậy cái sắc ủng này ấy, nó chỉ là sắc ủng mà thôi, nó không phải là tôi, nó không phải là của tôi, nó không phải là tài sản của tôi, mà sắc ủng chỉ là sắc ủng. Sắc ủng chỉ là những cái tập hợp, những cái tập hợp nó kết tụ kết dính lại với nhau, nó là những cái, nó chính là cái sự lắp ráp lại với nhau mà tạo lên cái sắc ủng này. Nó không phải là tôi của tôi, không phải là tài sản của tôi. Every time khán giả mu tập hợp địa gu chỉ để khám lại về khán giả ra đi naga khán giả ra mahu việt nam khán naga khán giả ra phi đề tu ga khán giả ra lên mahu giáo gia mấy mày ra khán giả ra lên mahu khán giả ra ha việt nam khán ai tập hợp về việt nam ai tập hợp về luôn xin xin lên lên na lấy cái ba. Cũng vậy chúng ta hãy nhìn lên bàn của ngài, chúng ta sẽ thấy cái cốc thứ hai cốc màu trắng. Thì cốc màu trắng thứ hai đó tượng trưng cho cảm thọ. Cảm thọ là gì? Là cảm giác, cảm xúc của nội tâm. Cảm giác, cảm xúc thuộc về nội tâm, thuộc về thân tâm. Cảm giác, cảm xúc thuộc về thân tâm. Thì cái tính chất của cảm thọ này ấy, nó là gì? Nó chỉ là cảm thọ thôi.
nó không phải là tôi, của tôi, tài sản của tôi. Thì Ngài nói rằng cảm thọ chỉ là cảm thọ, không phải tôi, của tôi, tài sản của tôi. Mataraga tinye khanaye tavove yubyenaga denkhare khanaye tavove tiraga aga tira mhobu duga tira mhobu yaujan meimari ga tira le mhobu vinyane khanaga tira ve lo na le cha ya ma phit par de. Cũng vậy à, tưởng hành và thức cũng vậy, tưởng hành và thức, tưởng hành tưởng chỉ là tưởng, hành chỉ là hành và thức chỉ là thức. À, nó không phải là một chúng sanh, nó không phải là đàn ông, đàn bà, người nam, người nữ. Nó không phải là một chúng sanh nào cả, và nó không phải là tôi của tôi nào cả. À, nó chỉ là tưởng, chỉ là thức, chỉ là hành mà thôi. À, không có, à, không có cái tôi, cái bản ngã của tôi nào đó. Yogi mya uzemya ye tandan ma kan mya long li pait nyam mya long li phwen chi lai me so yin khana 5 ba yognan 2 ba khana ni ne pyo yin 5 ba yognan ni ne pyo yin 2 ba re be shi de lo di lo na le khe cha ya me. À, cũng vậy chúng ta hãy nhắm mắt lại và chúng ta có trí tuệ. Khi mà chúng trí tuệ xuất hiện ở tâm của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy rõ rằng ở nơi chúng ta chỉ có sự xuất hiện của danh sắc mà thôi, chỉ có năm uẩn mà thôi, chỉ có sắc thọ tưởng hành thức mà thôi. Chính năm cái yếu tố đó nó lắp ráp lại với nhau, nó trở thành một cái chúng sanh. Chúng ta nghĩ rằng đó là một chúng sanh, nhưng thật ra không phải là một chúng sanh, mà chỉ là cái sự lắp ráp của năm cái yếu tố này, sắc thọ tưởng hành thức, năm cái tập hợp này nó lắp ráp lại với nhau, nó kết dính lại với nhau. Thì năm cái tập hợp này chính là gì? Chính là sắc uẩn, hay gọi là danh sắc, chính là gọi là danh sắc. Khana ani ne ra ngā vāyī pyo ni ra dhake gāro phin rūpa khana gāro yukdaya yī urine khana suraga nandaya tenye khana tenkhāre khana vinyane khana rī suraga lebe nandaya ve tavo tuya paunga yī yukdaya ne nandaya napa ve shire lo shin shin lin lin na le ke ba. Thì người đó rằng rất là rõ ràng, đúng không? Năm uẩn sắc thọ tưởng hành và thức. Sắc uẩn chính là cấp màu đen, còn bốn cái thằng danh kia thọ tưởng hình thức đó chính là cấp màu trắng, bốn cái chiếc cốc màu trắng. Thì bốn cái chiếc màu trắng nó tập hợp lại với nhau thành một chiếc cốc, thành một cốc, đúng không? Thành một thứ, đúng không? Thì nói rằng bốn chiếc cốc màu trắng đó chính là danh pháp, cái cốc màu đen chính là sắc pháp, hay còn gọi cách khác là cái cốc màu đen chính là phần thân của mình, cái bốn cái chiếc cốc màu trắng thuộc về phần tâm của mình. Tạm thời nói như vậy, thân và tâm. Thân chính là sắc pháp, tâm chính là danh pháp, tạm gọi là như vậy. Thì đó, đi yuk tiya ne, đi nan tiya, đi yuk ne nan ngu, khan da lu le ve, pyo yin pyo me, khan da lu pyo yin ngā ba, na le ya re, yuk nan lu pyo yin op shin, na ba ve si re, dakha tiyan khan na sura sakalo ne pyo yin pyo me, dakha tiyan yuk nan sura sakalo ne pyo yin pyo me, khana sura lebe yone nambe yone nan sura lebe khana be lo na le ke ja me. Cũng vậy, cái uẩn, năm uẩn hay là danh pháp và sắc pháp, đôi khi tuy rằng hai cái từ nó khác nhau, gọi là danh pháp, sắc pháp hay là gọi là năm uẩn, thì nó cùng một cái định nghĩa giống nhau. Thì nghĩa rằng là tùy vào thời điểm, tùy vào lúc mà chúng ta có thể dùng từ, lúc thì chúng ta dùng là danh pháp, sắc pháp, nhưng mà tùy lúc thì chúng ta dùng gọi là năm uẩn, sắc thọ tưởng hình thức năm uẩn. Đó, tùy vào cái điều kiện, tùy vào cái duyên mà chúng ta sẽ sử dụng cho phù hợp, nhưng mà bản chất của nó đều là giống nhau cả. Đi khana ngā ba yona na ba sura ri aloha phê đa khu ma amye ra ma di ba bu aloha phit pi ra ne pi si ra de tabo tia si ba re phit bi re khan na ri yon nan ni man na mya pyet tat de tabo tia si ti a twe chao phit bi ro pyet si tat lo tu ko dukkha tissa lo di lo na le cha ya ma phit ba re. Cũng vậy, sắc pháp và danh pháp, hay còn gọi cách khác gọi là năm uẩn, hay còn gọi là thân tâm, thân tâm cũng được, mà danh sắc cũng được, mà năm uẩn cũng được. Và Ngài nói rằng năm uẩn này, danh sắc này, thân tâm này có một điểm chung, đó chính là sự sanh diệt. Sự sanh diệt, tất
cả mọi thứ đều sanh diệt. Năm uẩn này sanh diệt, danh sắc này sanh diệt, thân tâm này sanh diệt, bất kỳ cái nào cũng là sanh diệt cả. Nó có rồi nó mất, nó sanh rồi nó diệt. Chính bản chất sanh diệt có rồi mất đó được gọi là đúc khá sách cha, khổ đê. Nó nằm trong cái sự khổ đê. Bản chất sanh diệt là khổ đê. Nhớ điều đó, mình phải nhớ điều đó. Bản chất sanh diệt có rồi mất, chính vì nằm trong cái sự sanh diệt đó, bởi vì chính vì nằm trong cái sự sanh diệt đó được gọi là khổ đê hay là đúc khá sách cha, sự thật về khổ. Hey, khana ngá ba, yếu nè nè ba, sô ra đi gu, tu khá lô thiên ni ra. Ấy lúc tu khá lô thiên ni ra, quý vị rê lô khó bá rê, quý vị rê sô ra gà rô, yên chí chí biô ra phía bá rê, quý vị rê sô ra, mạng đáy biô yá yên, mất tí ra bá bê. Ấy lúc khana ngá ba, yếu nè nè ba gu, tu khá lô thiên vi rô, quý vị ni ra, mất tí ra gu, a vây xá lô khó bá rê. Cũng vậy, có những người họ nghĩ rằng năm uẩn hay là danh sắc sắc pháp hay là thân tâm này là lạc, không phải là khổ. Người đời họ nghĩ là lạc, có thân tâm này là lạc, thỏa mãn trong các dục kia nọ là lạc. Như vậy họ nghĩ rằng khi có thân tâm này là lạc, có năm uẩn này là lạc, có danh pháp sắc pháp này là lạc, thì khi mà người đó nghĩ đó là lạc á, thì đó được gọi là chìm đắm trong sự mê muội. Mê muội, mê mặn, bị tâm si, hay còn gọi là bị vô minh chi phối. Khi người nào nghĩ rằng thân tâm này, danh sắc này, hay là năm uẩn này là lạc, là sự an lạc hạnh phúc á, thì đó là sự mê muội, đó là sự vô minh. Đi bộ quá, đi khăn à, y vô u rệ, u rú dân bộ gù rì già rò, tu khá lô thê nì già rà, u rú dân bộ gù rì phê nì tì tuê chào, đi bộ quá, đi khăn à, gù y vô, tu khá lô thê nì, tu khá lô thê nè khá già rò, tà bó già rè, tà bó già rò, đi khăn à, gù y vô, tuê đà rè, yu bien nhà rè, thên tê nhà rè, song sâu già rè, bà phê lô khăn à, gù y vô, tà bó già già tà lè, yu bien, thành tinh sống sống đi ra đời mê yên khana cô gì đi ra thà để đi khana cô gì hạ tu khá gì về lu thiên đi đi tuệ giáo tập hóa cha đi ra ra tuệ đa đi ra ra phía bà đề. Cũng vậy, người thế gian cứ nghĩ rằng khi mình có được cái thân tâm này, mình nghĩ cái thân tâm này, cái danh sắc này, cái năm uẩn này là hạnh phúc, là lạc, là xúc khác, là niềm vui hạnh phúc. Khi mình nghĩ rằng cái thân tâm này là của mình, rồi nó là đưa đến cái sự an vui hạnh phúc, rồi mình chìm đắm trong sự thích thú. Khi mình chìm đắm trong sự thích thú đam mê thì mình dẫn đến cái sự chấp trước. Khi mà dẫn đến sự chấp trước thì chúng ta sẽ tạo ra những cái nghiệp thiện và bất thiện, tạo ra vô số, rồi tiếp tục chúng ta trong lần sinh tử. Đó, chính vì chúng ta nghĩ rằng cái thân tâm này là cái lạc, thân tâm này là nguồn gốc hạnh phúc. Ya tha re yog deya nan deya dikhana nga ba ro ko mimi ro ga dukha lo thin ni ra di dikhana ye paw ma twi wi re lo kho ba re twi wi re so ra yin ji aw pyo da twi wi re so ra ma ti da be phit ba re khana ko dukha lo a man dai ma ti da ha da awaisa be phit ba re. Cũng vậy, chúng ta nghĩ rằng danh sắc thân tâm là lạc, rồi mình chìm đắm trong cái lạc đó được gọi là mê muội chìm đắm. Mê muội chìm đắm thì đó là gì? Chính là vô minh, bị vô minh chi phối, bị vô minh hành hạ. Nào đi khăn à ngá vá, trâu khá thị xa yá chín, ở trong tê yá gá, tân nà, ế rì tân nà gá, tâm mù rì yá thị xa phía bá rì. Ế rì tân nà tâm mù rì yá gá rô, trâu khá yáu cháu, ảnh mạng tê yá phía bá rì. Đâu khá yếu cháu, mạng đề áp sẽ để đi tên à tâm mũ rì à gô. Tu khá yếu cháu, mạng đề áp lô thiên nì ra tì, tâm mũ rì à tế xa nai tùy vi rê lô khó bà rê. Bà lê thị khá nào vậy? Đi tên à sô ra gà rô, đâu khá yếu cháu, mạng đề áp. Thì đâu khá yếu cháu, mạng đề áp sẽ để đi tên à gô, tu khá yếu cháu, tu khá sẽ cháu lô thiên nì ra. Thì lô thiên nì ra hả thả. Đuôi vi rê bỏ đuôi vi rê sửa là mất tí đá bỏ. Thì lúc mất tí đá bỏ đá với xa lúc khổ. Cũng vậy, đúc khá sách chá khổ đau. Khổ đau chính là cái nhân đúng không? Khổ đau chính là cái quả. Khổ đau chính là cái quả. Vậy cái lý do tại sao chúng ta khổ đau? Đó chính là gì? Chính là tăng hạ tham ái.
hay gọi là tập đế, chính là sự ham thích. Tăng há, tham ái là sự ham thích. Chính vì do cái nguyên nhân ham thích, đam mê, hưởng thụ trong các lạc, chính cái sự đam mê ham thích đó là cái nhân để có cái khổ, cái dukkha satya đó. Vậy khi mình nghĩ rằng cuộc sống này là lạc, là hạnh phúc, là sự ham thích đam mê, thì đó chính là bị vô minh chi phối, bị vô minh chi phối. Khanang ava go dukkha disa lo mati ra ka le avisa khanang ava dukkha disa ya jin a chang te ya tana go dukkha disa phit chang tamuriya lo mati ra ka le be avisa be khanang ava dukkha disa ya jin a chang te ya ga tana phit ba de ai tana ga tamuriya disa phit ba de ai tana ha dukkha yau chang a man te ya be tamuriya disa ve lo aman tai mati ra ga le tamuriya disa ko tamuriya disa lo aman tai mati ra ga le avisa phit par de dukkha disa ko dukkha disa lo mati ra ga le avisa tamuriya disa ko tamuriya disa lo mati ra ga le avisa phit par de. Cũng vậy, bản chất khổ đau, sự sanh diệt, bản chất khổ đau, chính bản chất khổ đau đó gọi là khổ đế. Bản chất sanh diệt biến đổi được gọi là khổ đế. Thì khi mình nói rằng, khi ngài nói rằng, khi mình không thấy rõ đúng bản chất khổ đau, không hiểu được bản chất khổ đau, thì đó được gọi là vô minh, đó là cái quả. Cũng vậy, khổ đau đến từ đâu? Đến từ sự ham thích. Chính vì mình có cái sự đam mê ham thích, có tăng há, có cái ái đó. Chính vì có cái ái đó, và cái ái này chính là cái nhân để có được cái khổ đau. Và mình không nhận biết rằng mình khổ đau là do cái gì. Mình khổ đau là do cái tăng há, do cái tập đế. Tập đế chính là tăng há. Khi mình không biết rằng mình khổ đau do tập đế, mình khổ đau do tăng há, do tham ái, chính vì mình không biết cái đó, không biết nguyên nhân của đau khổ, không biết nguyên nhân của sự khổ, thì đó cũng được gọi là vô minh. Đau khá rì châu nhì bì rô yô tên tòa rì đi à ủ đau khá rì lê vè mì xì rô hù châu tòa bì nhì tòa bì nà đau khá rì lê mì xì rô hù châu tòa bì nhì tòa bì tì đau khá rì lê mì xì rô bà hù phía đau khá rì lê mì xì rô hù yết đau khá rì lê mì xì rô hù à đau khá mà mì xì rô rì tà bò tì à gù nì rô tà lù khó rì à đau khá mà mì xì rô bè nè châu tòa rà nhì tòa rà ế rì tà bò tì à lì gù nì rô tà lù khó bà rì ế rì lù nì rô tà lù khó rì châu nhì bù mạng tì à gù nì rô tà tì sà châu nhì à mạng tì à đâu cả cái đấy châu nhì này niago nấy bàn lục khó bà đấy, ở đây nấy bàn gu nấy bàn lục mà đại mật đi ra nấy bàn gu ni ro ra thế sa lục mà đại mật đi ra ha lê về avi sa về phía bà đấy. Cũng vậy, chúng ta nhìn lên bàn của ngài, chúng ta sẽ thấy chiếc cốc màu xanh thứ ba. Chiếc cốc màu xanh thứ ba này tượng trưng cho ni ro đã diệt đế. Diệt đế là gì? Là sự vắng mặt của khổ và tập. Sự vắng mặt của khổ đế và tập đế. Sự dừng lại với khổ đế và tập đế. Dừng lại tham ái. Dừng lại tham ái. Khi dừng lại tham ái, không còn tham ái nữa, sẽ không còn khổ đế. Không còn nguyên nhân đau khổ nữa là thì sẽ không còn khổ đau. Vậy diệt đế là sự vắng mặt, dừng lại, chấm dứt khổ đế và tập đế. Sự vắng mặt, chấm dứt khổ đế và tập đế, đó chính là diệt đế, hay còn gọi là niết bàn. Sự chấm dứt đau khổ, sự vắng lặng đau khổ, không còn đau khổ nữa. Vậy khi mà chúng ta không hiểu rằng diệt đế là bản chất diệt đế như thế nào, chúng ta không biết rõ, không thấy rõ, không nhận biết rõ. Khi mà chúng ta không hiểu thế nào là diệt đế, Nirodha, thì đó được gọi là vô minh. Không, chúng ta không biết rõ diệt đế là như thế nào, thì đó được gọi là vô minh. Nếu như vậy nên lâu nay mà ôi ra xin đề yên nếp bàn mà hậu đà gồ nếp bàn lô thiên bí rô tùy huy nê đá bà rê ế rì lô nếp bàn mà hậu đế tê yà rê gồ nếp bàn lô thiên bí rô tùy huy nê ra hà mê mì yên nê mà mô hạ lô khó rê ôi ra xin nê lô bà rê ế rì ôi ra xin yên nếp bàn gồ lê nếp bàn lô mạng đáy mạ tì bà hù ế rì lô mạng đáy mạ tì ra hà ôi ra bê bà rê. Cũng vậy, chúng ta không nhận biết rõ bản chất bản chất tham ái, bản chất tu tập, chúng ta không hiểu được cái phương pháp tu tập, chúng ta không hiểu về niết bàn,
chúng ta không hiểu được sự giác ngộ giải thoát, rồi chúng ta tu tập, chúng ta thực hành một cách mê muội như vậy. Khi chúng ta thực hành một cách mê muội như vậy thì chắc chắn chúng ta không đạt được sự giác ngộ, mà chúng ta lại tiếp tục cho vô minh đó. Thì nói rằng nếu mà chúng ta không hiểu rõ về diệt đế, không hiểu rõ về diệt đế, không hiểu rõ về tập đế khổ đế, thì chúng ta thực tập, chúng ta tu tập thế, thì nó dẫn đến cái sự mê muội, dẫn đến vô minh. Nào sau ngã rồi thì mấy cái thứ sáu chín ba đấy, ở đây mấy cái thứ sáu sura mấy cái chín ba, ở trên đây là lúc nào lấy ra mấy cái chín ba, ở trên đây là sura nếp bàn yao chao, mình thấy là chín đấy, nếp bàn tuệ đấy, lâm chín ba đấy, ở đây nếp bàn tuệ đấy, lâm lục khổ đấy, mấy cái thứ sáu mấy cái chín ba, ở trên đây là gu, mấy cái thứ sáu lúc nào mà lấy ra cái này, ở vị sa về chín ba đấy. Cũng vậy, chúng ta nhìn lên cái cốc lên bàn của ngài, chúng ta sẽ thấy cái cốc xanh thứ tư. Cái cốc xanh thứ tư á tượng trưng cho đạo đế Maggasacca. Đạo đế là gì? Đạo đế là con đường tu tập, là con đường tu tập để thấy ra chân lý sự thật đó. Cũng vậy, cái phương pháp tu tập Maggasacca chính là đạo đế, hay gọi là phương pháp tu tập, hay là con đường để đến sự giác ngộ, có thể nói như vậy. Thì khi mình không thấy rõ đúng bản chất, không hiểu rõ được đạo đế, thì khi chúng ta không nhận biết, không thấy rõ, không đi đúng đường đạo đế, hay là chúng ta không nhận biết rõ đúng đạo đế, thì khi chúng ta không nhận biết đúng đạo đế thì đó là vô minh, đó là avidya. Khana ngā vā gu dukkha desa lo amain dai ma ti da ga le avisa. Tanna gu tamudiya desa lo amain dai ma ti da ga le avisa. Nếu bạn ngủ nirora thế sao lúc mà đang mất đi ra cái này ở visa, mấy cái chế ba ngủ, nếu bạn yêu cháu, anh mình thấy lúc mất đi ra cái này về ở visa chế ba đấy, ở visa sau ra thế sao li ba ngủ, anh mình đang mất đi ra ha ở visa ba về. Tứ diệu đế, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Khổ đế là bản chất sanh diệt của danh pháp sắc pháp, đó là khổ đế. Chúng ta không thấy đúng bản chất khổ đau, chúng ta không hiểu được, chúng ta không hiểu đúng bản chất khổ đau, chúng ta không hiểu được khổ đế thì đó được gọi là vô minh. Tập đế là gì? Tập đế là nguyên nhân của đau khổ. Nguyên nhân của đau khổ đến từ đâu? Đến từ tân há, đến từ sự tham ái, ham thích, đam mê. Nguyên nhân của đau khổ chính là tham ái. Nếu mà chúng ta không hiểu rõ, không biết rõ nguyên nhân của đau khổ, không hiểu rõ về tập đế thì được gọi là vô minh. Thứ ba là diệt đế. Diệt đế là con đường chấm dứt khổ đau sinh tử luân hồi, là sự vắng lặng phiền não khổ đau. Nếu mà chúng ta không hiểu rõ về diệt đế, không hiểu biết về diệt đế thì được gọi là vô minh. Và cuối cùng là đạo đế hay là bát chánh đạo. Chúng ta không biết cái phương pháp tu tập để giác ngộ giải thoát, không biết tu tập để chấm dứt khổ đau phiền não, thì khi mà chúng ta không biết về đạo đế thì đó cũng gọi là vô minh. Vậy khi chúng ta không hiểu về khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế thì được gọi là vô minh. Vô minh là không biết, không sáng suốt, không hiểu về tứ diệu đế, khổ, tập, diệt, đạo. Eri tisa li va re ma dukkha tisa ne tamudiya tisa sore di tisa na ba ga ro ayuk tisa na ba yunya ne tisa na ba magaung ne tisa na ba lu kho ba re nirodha tisa ne megha tisa ga ro amya tisa na ba myet myet de tisa na ba lu kho ba re alung paung yin ayuk tisa na ba amya tisa na ba tisa li ba shi de eri tisa li ba ko aman dai ma ti da ha avisa ba be lu na le ba. Cũng vậy, trong tứ diệu đế thì chúng ta sẽ chia ra thành hai phần. Thứ nhất, khổ đế và tập đế là một cặp. Diệt đế và đạo đế là một cặp. Khổ đế và tập đế là hai cái yếu tố không tốt đẹp, hai yếu tố thấp hèn. Khổ đế và tập đế là hai yếu tố thấp hèn. Còn diệt đế và đạo đế là hai yếu tố cao quý, hay là hai yếu tố tốt đẹp. Vậy khi mà chúng ta không nhận biết về tứ diệu đế, không hiểu về tứ diệu đế, không thấy rõ tứ diệu đế, không sáng suốt, không nhận biết được tứ diệu đế thì đó gọi là avidya, vô minh. Nào ta đu đu chín nhìn sắp bí rô bí dụ hòm bí 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 mê sư lô xin ô phiên. A đây bó vá, a đây khăn ná lô khó rê, a đây kà khăn ná rì bó mà yô nán rì bó mà mà tí rà gà lê a vây xa. Anaga khana ayarana tadisa lo khore anaga khana riye bohma madira gale avisa
Ero, don li bi do adi galaga khana ye ayerena dan desa ye. Naom chile dan anaga galama chipola me khana ayerena dan desa ye adi anaga na kuzlo mu madira gale awisa. Nau songa ropi. Parisa damopa, parisa damopa sura, ajaun diyane, aju diyave, ajaun gauma, aju gaume, ajaun yan, aju nyandade, aloha, ajaun e, aju be, lo, eri lo, hore diyao, parisa damopa lo, kawane, eri parisa damopa guleve, ahma adain, madira gale, awizam shabare, ero, Adega kanagu madira gale oiza, anaga kanagu madira gale oiza, adega naga, shivua nabua, kana alongu madira gale oiza, brisa the mubangu, madira gale oiza, soro, oiza madira, nauta li, chip chipare, along bongi, oiza madira che, chiche chidovari. Tiếp tục chúng ta hãy nhìn vào chiếc cốc màu trắng thứ năm. À, chiếc cốc màu trắng thứ năm tượng trưng cho năm uẩn trong quá khứ. Chúng ta không nhận biết, không biết rõ, không thấy rõ, không thấy đúng sự thật về năm uẩn trong quá khứ thì đó được gọi là vô minh. Tiếp tục cái cốc thứ sáu, cái cốc trắng thứ sáu chính là không biết về năm uẩn trong tương lai, không nhận biết được năm uẩn trong tương lai. Chính vì khi mà chúng ta không nhận biết được năm uẩn trong tương lai, không thấy biết được năm uẩn trong tương lai thì được gọi là vô minh. Và tiếp tục chiếc cốc thứ bảy màu trắng tượng trưng cho năm uẩn quá khứ và năm uẩn trong tương lai. Chúng ta không nhận biết năm uẩn trong quá khứ, chúng ta không thấy biết năm uẩn trong tương lai. Sự không nhận biết năm uẩn trong quá khứ, năm uẩn trong tương lai được gọi là vô minh, được gọi là vô minh. Và chiếc cốc thứ tám là không nhận biết về 12 nhân duyên, không hiểu biết về 12 nhân duyên. 12 nhân duyên chính là gì? 12 nhân duyên chính là cái tiến trình nhân quả, nhân quả. À, tiến trình nhân quả, nhớ điều đó. À, vì chúng ta không hiểu được cái tiến trình nhân quả của thập dị nhân duyên thì đó được gọi là vô minh. Thì đó awisa sora madire tabo phit par de awisa madira ha Agu Madira lemme in, di shitana go, Madira ha, always ave, eri shitana shire tema, di litana garopsin, thout dem vidagama, hojare, nipshabare, thout dem vidagamaropsin, di disaliva go, Madira ha, always ave, lo biro, a bidama vidagamaropsin, nota, di liva goba, tate biro, bidama vidaga garo, nauga liva. Ô mất đi ra hoi sabe, tho đem bì đega yo, a bì đema bì đega yo, alo mbong yi, a hoi sa sura, di shitana, ô mất đi ra hoi sabe, lu, nale, the bok bong yi, a hoi sa net, sasa bì đô, a chicken, yiso, don't know to bì chipare. Cũng vậy, khi nó đến vô minh avidya, vô minh là sự không hay biết, không thấy biết, không sáng suốt, thấy không rõ, không đúng. Thì như thế nào là thấy không rõ không đúng? Thì thấy không rõ không đúng gồm có 8 yếu tố. Thứ nhất, không thấy được, không thấy đúng như thật về khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, năm uẩn trong quá khứ, năm uẩn trong tương lai, năm uẩn trong quá khứ và tương lai, và cuối cùng là 12 nhân duyên, nhân quả, tiến trình nhân quả 12 nhân duyên. Đó là năm, đó tổng cộng là gồm có thành mấy? Tổng cộng là 8. Khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Gì nữa? Năm uẩn trong quá khứ, năm uẩn trong tương lai, năm uẩn trong quá khứ và tương lai. Và thứ 8 là 12 nhân duyên. Vậy khi mà đó là 8 cái yếu tố. Vậy khi mình không thấy đúng 8 yếu tố đó, không thấy rõ, không hiểu biết rõ về 8 cái yếu tố đó thì được gọi là vô minh, được gọi là vô minh. Thì ngài nói rằng ấy, thì ngài dạy rằng ấy, thì trong 8 phần đó được chia thành làm 2, một phần thuộc về kinh, một phần thuộc về vi diệu pháp. Ví dụ khổ tập diệt đạo, khổ tập diệt đạo chính là tứ diệu đế, thì tứ diệu đế đó được diễn giải trong kinh điển. Còn những kiếp trong quá khứ, những kiếp trong tương lai, những kiếp trong quá khứ và cả tương lai, hay gọi là năm uẩn trong quá khứ, năm uẩn trong tương lai, hay gọi là năm uẩn trong quá khứ và cả trong tương lai, và cuối cùng là 12 nhân duyên, thì bốn cái đó thuộc về vi diệu pháp, nằm trong vi diệu pháp.
Vậy để hiểu về như thế nào là vô minh, vô minh là chúng ta là sự không hay biết, không nhận biết rõ về tám phần đó, không hiểu biết về tám phần đó thì gọi là vô minh. Mọi người nhớ không? Nhớ không? Hả? Nói mi là xích thả nam, nói mi là mê dạ. Mà mê chứ không. Ngài muốn hỏi là ai nhớ tám phần không? Giờ nói lại đi. Dạ dạ. Thì hòa lý trụ thì hồi dạ này bắt đẹp bí rồi xa lên đi trụ đủ đi bí lại. Dạ đẹp, dạ đẹp. Thì hồi dạ này bắt đẹp bí rồi nên nghe mà đá rồi áo xa lên đi trụ đủ đủ chế nhé, đủ yên bí 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 mạp chế bà rê. Cũng vậy, để chúng ta hiểu hơn về vô minh, để chúng ta nắm rõ hơn về vô minh, hiểu rõ về vô minh ấy, thì ngài Thiền sư Asapha sẽ kể chúng ta một câu chuyện, kể chúng ta một câu chuyện để chúng ta hiểu biết rõ hơn về vô minh. Ari zalan nga ro phin nyat swa phya shin let the do nga yakkan de ma li ta u si ke bu ba de yakkan yet de Wittery yetta, yakan yetta sora, a wittery yetta. Wittery, yakan yetta to call a dirupan yamadu. A wood a table, yeah. A wood low double. Tilo a woody wood. A wood a edda, a wood a tilo the tilly a tata in low and a little low down with a yakan de to call yakan de yakan de. Harry yakan de mali sora, she gave good it. I'll you accept your lamina. Mama. Yakan de Mali Sura, Shike Bubare, Eri Yakan de Mali Ha. Yaso Piashin, Koromiaji Dea, Hore Chinkama, Dea La Viro, Nabare, Eri Ludia, Nare Kama, Yaso Piashin, Dea Hola De, Yaso Piashin, Koromiaji, Hore Deaga Pale, Suin, Doing Aropin, Dijin Deagaro, Nere, Ategaro, Mievu. Tiền nhân thì ra số ra nhiều đấy, lưu đại thì ra mà về. Nói đâu vậy? Ất đắc cả rồi mà nhiều vụ, Ất đắc số ra thì nên đi chơi nhé, đi sâu mà mà về, Ất đắc mà nhiều vụ. Tiền nhân thì ra số ra lưu đại thì ra mà về, bây giờ mà đi mà lưu mà siêu đại chẳng tiền nhân thì ra cả rồi nhiều đấy, Ất đắc cả rồi mà nhiều vụ. Nga di mocha di yami, a chain bay na duro di, so bido miaso apiaga didn't hog it up. Nga di mocha di yami, lurain lurain, nga di mocha di yami, so a lurain lurain, ika mocha di with the yames from miaso apiaga, a lu hola do, eri de yago, a miren sinye ma, nalon de ma, lu miaso apia, ho bide kama, a kono, yeda diga, pianjo adware, gigante marile pianduare. Ari dia we biro, no, don't ni lao jare kama. Don't ni lao jare kama, miaswa piaga, di mugu, bianjuala. Ari mugu, bianjuala, ka, jaro, jane, bayita diga, so nevi, yagande maliga, yamaladi hupo. Yagande mali, yamaladi kama, bayita diga, so nevi, yagande mali, diao be, janago, miaswa piaga, sound no mule. เตรียมพอดีครับแล้วสัมปยาสร้างนี่ได้ขาจ้ะรอตลอดเลยจ่ายอยู่ยะกันเตมาลีเลยยောက်ลาบ่ยောက်ลาได้คํามาเมษสัมปยาก็มีไล่เตชิตตมีเบก็ลาเกบาดะเลยหลุมีไล่ตาไอ้นี่มีก็อี้จีเด้อครับเอก็ลาเกบาดะเลยอ่ะชิมาเลยชิตตมีตมีตมีดิหลุขอไล่ตาก็นับบ่ชิตตมีชิตตมีเอก็ลาเกบาดะเลย ตะมี้เบยลาตะเลบ่ติโลမျိုးเมียยะเบยยะน่ะเลยเปียไอ้นั่นติ่เฉ่บ่เนาะอ้าวเตอะไอ้หลูชิตะมี้เบยก็ลาเกบาตะเลโลเมียโดตัวไม่ติบาพะยาโลผิไล่มาไม่ติบาพะยายะเบยยะนาวดุติยะเมโกงาเบโกตวออ้อมมาเลโลเมียโดเลไม่ติบาพะยา Now number donga, Medi Vula, Lumiro, Divare Pia, Lumire. Divare Piana? Medi Vula Lumiro, Divare Pia, Lumire. Yavia.
Thế cái tí tà la sổ rõ mà đi bà phía lô. Tí tà la lô mì rô mà đi bà phía lô. Nam bà lê nà phía lô. Nam bà lê, nam bà lê. Thế cái tí tà la. Thế cái tí tà la lô. Tí tí cha cha tí cha tí tà la lô mì rô mà đi bà phía Chitami began lage vadale, began lage the le, lumiro, dua, lucilis, ro, mediva, ya. Never diga, never di, 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 never Navali Nava Bega Lagedre, Riva Pia, Bego Dong, Riva Pia, Tidala, Mira, Nava don't Tidala. Tidala, Mama, Tidala, Madiva Pia, Madiva, Navidovia. Navalia, take it, Tidala, Lumiro, Madiva Pia. Hello, she leave your piano. Ah, you À, cũng vậy à, ngài sẽ kể chúng ta một câu chuyện à, câu chuyện này nói đến một cô thợ dệt vào thời Đức Phật. Thì à, cô thợ dệt này ấy, là đến Đức Phật nghe Đức Phật thuyết pháp. Thì Đức Phật có thuyết một cái bài pháp và Đức Phật ngài nói rằng ấy, sự chết là chắc chắn, cái chết là chắc chắn, nhưng mà sự sống thì không mãi mãi được. Sự chết thì là mãi mãi là chắc chắn rồi, còn sự sống ấy, thì không mãi mãi được, là không chắc chắn được. Đó thì Đức Phật ngài dạy như vậy, chết là chắc chắn, còn sự sống ấy, thì không mãi mãi. Thì Đức Phật ngài dạy như vậy. Sau khi Đức Phật dạy như vậy xong ấy, thì sau cách 3 năm sau, thì 3 năm sau Đức Phật vẫn tới cái địa điểm đó để Đức Phật thuyết pháp. Thì khi Đức Phật tới đó thuyết pháp ấy, thì cái cô thợ dệt này cũng không có mặt. Thì Đức Phật chờ cô này xuất hiện. Đó thì cái cô này tới trễ mà. Khi cô này tới trễ và gặp Đức Phật thì Đức Phật ngài hỏi bốn cái câu hỏi. Đức Phật hỏi: "Này con gái, con đến từ đâu?" "Này con gái, con đến từ đâu?" Thì cái cô thời dậy cô trả lời rằng: "Dạ con không biết bạch ngài. Con không biết con đi từ đâu cả." Rồi thứ nhất là con gái đến "Này con gái, con đến từ đâu?" Thì cô trả lời là: "Con không biết bạch ngài." Câu hỏi thứ hai, con gái sẽ đi đâu? Con sẽ đi đâu? Thì cô đó trả lời rằng: "Dạ con cũng không biết bạch ngài." Câu hỏi thứ ba là: "Cô con không biết à?" Thì cô trả lời rằng: "Dạ bạch ngài con biết. Con không biết à?" Thì cô trả lời rằng: "Dạ bạch ngài con biết." Và câu hỏi thứ tư, Đức Phật hỏi rằng: "Có thật sự con biết hay không?" Thì cô đó trả lời rằng: "Dạ bạch ngài thật sự con không biết." Thì cả bốn câu hỏi như vậy, Đức Phật hỏi như vậy và cô ta trả lời như vậy. Dạ vậy đó. Dạ vậy. Xin dạy vô lại đúng không? Xin. Nà vật đi mì gô ngà chết đi mì bê gà lạ gê vã đê lê lù mì rê khá mà chế gắn nè mà lì à mà đi bà phía à lù bìa mì rô xì lạy đê khá mà bà yê tà đi gà ập dịt đi nhà rê tì kì lì mà lì nè nhà lạy đà à lạy đà ế ngà lạ gê rê phía à lù xào lạy bà lạ bên đây mất đi bà phía, mất đi bà phía lúc bà phía lúc xa hoa lệ. Xem phía, phía đề bí đồ mà ấy ngã là ghê vả lệ phía lúc phía lại bí nì ra về con mà lý nè á lạy đá. Á lạy đá sụ bí đồ bây giờ tất cả áp dịch đến nì vả lệ. Ở đây lúc áp dịch đến nì rệ, áp dịch đến, phía áp dịch đến nhà đồ lệ về dạ gắn đề mà lý á ấy ngã là ghê rệ sụ ra mẹ sọ phía lệ tì bí đá về ấy ra ông mì rà rộ mập chân hài mù. Hãy rồi bé gà là đế lê sửa, bé bó gà là ghê đế lê lù mì rà phía lâu đế. Ở đây bó gà rù ngà, bé bó gà là ghê đế lê lù mì rà phía lâu đế. Ở đây đồ ngà, bé bó gà là ghê đế lê sửa rò ngà mà đi ưu ra sửa. Mà đi bà phía lù vè phía lai mà bè lù sù bì rò tù gà. Ở đây bó gà rù ngà rò phía rà bì rò mà bé bó gà là ghê đế lê sửa. Mà đi đi đưa cháu. Mà đi bà phía lô phía lấy đà bà phía lô lê bê biên biô bia yom nhá sọ phía gà ta rú khổ đê. Thì câu hỏi thứ nhất là Đức Phật hỏi: "Này con gái, con đến từ đâu? Con đến từ đâu?" Thì cô thời dệt này trả lời Đức Phật rằng: "Dạ bạch ngài con không biết."
Thì sau khi mà các cô đó có hỏi như vậy thì trong hội chúng chỉ trích, tại sao Đức Phật hỏi như vậy mà trả lời không được, cô này sao mà thật là tệ hại, ngài hỏi đơn giản như vậy mà trả lời không được. Thì tất nhiên là cô ta là từ nhà đến thôi, người ta sẽ hiểu như vậy. Thì cô này chỉ cần trả lời Đức Phật rằng là Đức Phật hỏi là con đến từ đâu thì con cứ trả lời rằng là con từ nhà đến là xong. Và tại sao mà Đức Phật hỏi như vậy mà đi trả lời là con không biết. Thì hầu chúng trong hầu chúng đó người ta chỉ trích cô ta là tại sao lại trả lời như vậy. Thì sau khi là như vậy Đức Phật mới hỏi và cô ta giải thích rằng ấy, cho hầu chúng biết rằng ấy, này con gái, con đến từ đâu? Và cái cô này cũng có trí tuệ mà, cô suy nghĩ, nếu mà tất nhiên là Đức Phật biết rằng mình từ nhà đến rồi, nếu mà ngài biết thì ngài hỏi làm gì? Ngài hỏi làm gì đúng không? Ngài biết rồi thì ngài hỏi làm gì? Tất nhiên là cô ta từ nhà đến rồi, mà tại sao Đức Phật hỏi là này con gái, con đến từ đâu? Và cô ta suy nghĩ rằng nếu mà đến từ đâu thì cái câu hỏi này nó có rất là nhiều câu trả lời. Có thể mình đến trong quá khứ, mình đến trong quá khứ, mình đến từ một kiếp sống nào đó, mình đến đây, mình đến từ vô minh, mình đến từ tha mái, đến tùm lum hết, nó rất là nhiều cái để mà đến. Chính vì vậy mà cô mới nói rằng bởi vì nhiều câu trả lời, không biết trả lời câu nào, đâu biết được đâu. Không, ví dụ mà mình nhờ trong quá khứ mình tạo những cái bất thiện hay là những cái thiện nghiệp nào đó, mình có mặt ngày hôm nay, thì mình trả lời được như vậy. Thì cô ta mới giải thích như vậy rằng chính vì Đức Phật hỏi như vậy là cô ta không biết trả lời, bởi vì không biết mình đến từ đâu, mà trả lời Đức Phật là già bạch ngài cũng không biết. Yogi điều định đồng là về qua là nghe từ lễ đi bà thà. Ngài Trần Sư Sa Pháp hỏi rằng trong quá khứ mọi người đến từ đâu, mình đến từ đâu? Hả? Trong quá khứ mình ở đâu? Mình định mà trong quá khứ mình ở đâu? Đó thì đó là chính là gì? Avijja. Nào đủ đi mi vô ngã. Phê vô tòa hô mà lê, chết tâm mi phê vô tòa hô mà lê, sổ rộng mất đi bà phía lù, phì rê. Ây, mất đi bà phía sổ ra. Bây giờ các biết đến à bố đi cái mà đi này thì anh à bây giờ ấy toàn mà bố bây giờ lúc sau này bị ra về đi cái mà đi này nhà này đã à lại đã bà đi mình xin đi bà đi mà lúc bây giờ các biết đến đi ra thà bị mà lúc bây giờ các đã biết đến à cái gần đây mà đi rồi thì anh à bây giờ bây giờ số ra bây giờ lại đi rồi thà cũng bị ra rồi mà hồ lao hồ hello nấu bò qua thì bò cái này quay lên nên sao yếu đuối nấu bò về đuối mà lấy luôn mía phi lau để ở đó ngắm ngắm đi ở đó xơ rồi ngắm đi vô lúc khi mà nhà mình xơ bì rồi nãy gặp bò về vô đuối cũng mà lấy xơ ra rồi phía đó bì rồi mà đi vào phía ta cho phía đó bì rồi mà đi vào phía lúc phía chém phía bà để phía lúc nhà xong phía sau này được nhà xong phía cả ta đủ khổ để thật. Cũng vậy, câu hỏi thứ hai Đức Phật ngài hỏi rằng này con gái, con sẽ đi về đâu? Thì tất nhiên khi Đức Phật hỏi rằng con sẽ đi về đâu ấy, thì cô ta trả lời rằng già bạch ngài con không biết. Thì khi cô ta trả lời như vậy thì trong hội chúng cũng chỉ trích. Chỉ hội chúng họ nghĩ rằng tại sao Đức Phật hỏi câu hỏi như vậy mà trả lời rằng là không biết. Chỉ cần trả lời rằng sẽ đi về nhà là xong thôi. Con sẽ đi về đâu thì chỉ cần trả lời rằng con đi về nhà là xong việc. Có gì đâu mà khó đâu mà tại sao các cô này lại là trả lời không biết. Thì sau khi như hội chúng đang hiểu lầm như vậy thì cô ta mới giải thích rằng Đức Phật có thể hỏi rằng trong tương lai, bởi vì nếu mà hỏi rằng con sẽ đi về nhà thì cái điều đó Đức Phật quá dễ rồi, Đức Phật biết rồi cần gì phải hỏi nữa. Mà Đức Phật hỏi như vậy nó có cái nguyên nhân. Cô ta mới nói rằng con sẽ đi về đâu? Có thể Đức Phật ngài hỏi rằng trong tương lai con sẽ đi về đâu? Sau khi con chết con sẽ tái sanh về đâu? Đó, cô ta nghĩ rằng có thể Đức Phật, cô ta nói rằng Đức Phật có thể hỏi như vậy. Mà chính vì hỏi như vậy ấy, mà cô làm sao anh biết được tương lai mình chết đi về đâu được? Đó, thì cô ta mới trả lời là già bạch ngài con không biết. Thì sau khi cô ta nói được những điều như vậy, giải thích như vậy thì Đức Phật ngài nói lời xa thú lành thay. Thì bố gần thì quay lo nên sao yếu đuối nhỉ? Yogi thì có bề bố toàn mà lấy số đào đi chạy là phải làm như vậy. Cũng vậy, tất cả hành giả của chúng ta nơi đây thì sau khi mình chết thì mình sẽ đi về đâu? Hả? Hả?
Thầy đi về đâu? Ôi sao quá. À bức cha. Nào, Nam Bà Tông mê quá ngà rô. Mà tì vù la lù mê lại đạp chế bà rê. Mà tì vù la sô ra tìa mà gô. Mà tì vù la lù mê đạp chế bà rê. Tìa mà gô. Mà tì vù la lù mê sọ phía mê rô. Yê gân đề mà lì rô. Tìa mà rô. Tù tì tì ạ đuôi cháu. Tì vả rê phía lù phí lại đạp chế tê. Lù đáy hà tìa mê bố gù lì jì bê chế bà rê phía. Tìa mê sô ra gà rô. Phía đê bì rô tì vả rê phía tà cháu. Yê gân đề mà lì gà. Tiya mau mati ula lu mira go yekan de maliya byam chi lai de ti ba de phya te de no phya na ti ti chin de ya lu dai lu dai ti ya me rồi câu hỏi thứ ba Đức Phật ngài hỏi rằng này con gái con không biết à thì cô ta nói rằng dạ bạch ngài con biết con không biết à dạ bạch ngài con biết thì ở câu hỏi đó có nghĩa là sao có nghĩa rằng con không biết rằng con sẽ chết à? Dạ con biết là cái câu trả lời. Ngài nói rằng thì cái câu hỏi đó dành cho cái câu trả dành có nghĩa rằng á là nói đến cái sự chết. Thì cái sự chết thì chắc chắn một ngày nào đó ai cũng chết đúng không? Chắc chắn một ngày nào đó ai cũng chết cả. Thì Đức Phật ngài nói rằng con không biết à, có nghĩa rằng con có biết rằng con sẽ chết hay không? Ý Đức Phật như vậy đó, con có biết rằng chắc chắn một ngày nào đó con chết hay không? Thì cô ta trả lời rằng dạ bạch ngài con biết. Thì trong hội chúng rất là hoan hỷ, chỉ có cô ta mới hiểu được cái câu trả lời của Đức Phật thôi. Đức Phật chỉ hỏi rằng con không biết à? À cô ta trả lời rằng dạ bạch ngài con biết. Có nghĩa rằng con có biết rằng con sẽ chết hay không? Thì cô ta trả lời rằng dạ bạch ngài con biết. Thì cái câu hỏi đó có ý nghĩa như vậy, là nói đến cái sự chết. Nam Bà Lý Gà Rô tí tà la sù ra tí yá mê chê tí yá mê ye ti ya me ni ya be tin nyai ma myauk nan ya me so ra di ti ri cha cha ti da la lo de ke ti da la lo myat san phya ga me lo yin phit par de a ri do ya gan de ma li ya tu a ra wo be ni ti me be ye ti me be chain ti me so ra ti ri cha cha ma ti ti a twe chaung ya gan ma te ma li ga ma ti ba phya lo byan phi lai da phit par de câu hỏi thứ tư Đức Phật ngài hỏi cô thời dệt đó con có thật sự biết hay không, con có thật sự biết chắc hay không? Thì cô ta lại trả lời Đức Phật rằng dạ bạch ngài con không biết. Vậy cái câu hỏi rằng con thật sự có biết chắc hay không có nghĩa rằng mình sẽ chết và mình sẽ chết ở đâu? Thì cái câu thứ tư hỏi rằng Đức Phật hỏi rằng mình sẽ chết ở đâu, mình sẽ chết như thế nào, mình chết chỗ nào, mình chết ở đâu, khi nào mình chết? Thì tất nhiên cô ta sẽ trả lời rằng dạ bạch ngài con không biết. Con có chắc hay không, con có thật sự biết hay không? Thì cô ta trả lời rằng dạ bạch ngài không biết. Có nghĩa rằng con có thật sự con sẽ chết ở đâu, khi nào con chết như thế nào đó. Thì cô ta trả lời rằng dạ bạch ngài không biết. Thì câu đó tương thích. Thế đi đó tiyana prida di ga amya yi shi ba re nyat saw phya ho re tiya ho re chain kha ma tiyana prida di amya yi shi bin shi nya do le phya ho re tiya go na le ra ga yakan de ma li tiyaw be phi shi ba re chan ne prida di amya yi ga phya ho re tiya go na ma le ba bu da jaw nyat saw phya shin guru myet ji ga ho cha lai de loga yi ha akan loga yi be anti budo ayan loko de di loga yi ha akan loga yi be tanukitta vipattati de takuno sala mautdo wa abodekaya kisati nga bhaya ho de taya ko ti de pogo ha nenne le be shi da di tiyana paridat the ma myat sa bhaya ho de taya ko ti da yakan de ma li tiyaw be shi de chan de paridat di akon long ga ma ti bu so ro ma ti de lu di akan ni ga mya ni de adika ba yi ma ti de pogo ga nenne le be shi de upama ba ne tu de le so ro tip pin mo ma de nghe kaung le di nghe kaung le di pyan ni ja da mya yi be bo ha ma ai nghe kaung le di a mya yi pyan ni de kha ma bài này ôp bì rồi phan lại luôn xí yên này mì đen cái gì à miếng mì này lót đen cái gan nè về luôn này bài coi này ôp à chết rồi mà nè ai luôn ôp phan lại luôn xí yên này
มีเวมีเดงเกดีอ่ะอายีเวมีปี้รอล่มหยอดตัวเร่งเฮกกันเนเนลีเวสิตะโลเวเด้ตันตระอีเด้มาแลไม่ตีเด้ลูกเรียอะอายีเด้ตีเด้ลูกก็เลยเน้อตันตระเรก็ล่มหยอดเด้ปกโกอ่ะเนเนลีเวสิหน่ายเด้เด้ตันตระเรมาโหดุขขารีนาดุขขารีตีดุขขารีเนี่ยตันตระเลเม่ปกโกรีตันตระเด้เนม้อเม่ปกโกรีตันตระเรมาเนม้อเม่ปกโกรีอ่ะอายีเวไอ้รอ cũng vậy trong hội chúng mà Đức Phật là thuyết pháp á, ngài hỏi bốn câu hỏi đó chỉ có một người hiểu thôi, chỉ có cô thời dịch thì hiểu thôi, còn tất cả những người trong hội chúng đó không ai hiểu cả. Chính vì vậy mà Đức Phật ngài nói rằng á, trong sinh tử luân hồi này người mù rất là nhiều, người trí tuệ mất sáng rất ít. Người mù có nghĩa rằng là những người họ sống trong bất thiện, họ không thấy được chánh pháp. Người mà thấy được chánh pháp và giác ngộ rất là hiếm, rất là hiếm có. Còn người mà để mà có trí, người có trí tuệ để mà thành tựu sự giác ngộ là rất là hiếm. Còn người mà không có trí tuệ, không có cơ hội để giác ngộ rất là nhiều. Thì ngài Thiền Sư ngài đưa ra một cái ví dụ ấy, giống như là một đàn chim đang bay, đang bay về. Khi đàn chim đang bay về như vậy thì có một cái mảnh lưới to, một mảnh lưới rộng. Khi mảnh lưới đó phủ một cái thì tất cả những đàn chim đó bị bắt hết, bị nhốt hết, bị giữ hết, chỉ có một vài con thoát ra thôi. Thì cũng vậy, ngài nói rằng ấy, người trí rất là ít, còn người thiểu trí rất là nhiều. Người có trí tuệ rất là ít, người thiểu trí rất là nhiều. Cũng vậy, người để mà có đủ khả năng để giác ngộ rất là ít, mà người để có cơ hội để giác ngộ rất là nhiều. Đó, chính vì vậy cái bài pháp đó là ngài nói rằng có cơ hội để mà đạt được sự giác ngộ rất là khó. Còn có sự trôi lăn sinh tử vô minh, đau khổ rất là nhiều. Hello, Tisalan ma, nhà sư phía, yo lu yin ga ro. Ma ti de lu ri ga mya re. Ti de lu ri ga alon ne re. Avaisa dama ri ga mya re. Vaisa dama ri ga ne ne li ve. Nyan dou ne lu ri ga mya re. Nhân thật đệ lưu rì gà nên nê lì bê lù bò chà bà rì. Cũng vậy, người vô minh thì nhiều, người có minh thì ít, người trí thì ít mà người thiểu trí thì nhiều. Đó, vô minh thì nhiều mà minh thì ít. Thì gà bà yì mà mà tì mù rì nê bê điô nì chà rì à vây sà thà mà rì gà nhà rì khá chà rô tí rè lù rì gà, à lò em bà đà mà nè rè. Hù bà mà bà chèn tí rè sò rà gà rò. Vì bà tà nà à lò tì gù, chú zà á châu đè sò rà. Tí lù, chú zà chà rà bà chà bà rè. Tí rè bò bù rì gà. Vì bà tà nà đè yà à lò á châu yên tàn tà rà lò chào mè. Đè yà yà chào mè, nhìn chàng chào mè lù. Tí rè bò bù rì gà tì mà lò á châu đè. Mà tí rè bò bù rì chà rò. Tí tàn tà rà rè mà bìo nì chà rè. Thế kia biến sinh ra chí là yên mà tí rè lù nè tí rè lù bà tù miá mà lè xô yên tí tí á sá khám mùi vù chí là lù yá bà rè tí á sá khám mùi rè mà thế kia tí lù nà lè lù tí á là á thô đè bó gù rì gà nè nè lì bà tí á là á mà thô đè bó gù rì hà lò gà yì mà á miá yìm xì bà rè thà cháu nhá sá phía xìng gù rù miá chí gà and blind is the world. Hello, loga iha, akan loga iba vela, akan loga iba vela, lo tilu, phiasin korom ya jiga, hojaro muge vare. Cũng vậy, ngài nói rằng, cái người mà họ để mà họ cố gắng nỗ lực họ tu tập thiền vipassana thì rất là ít, nhưng mà cái hạng người mà không chịu tu tập thiền vipassana rất là nhiều. Cái người đến hành thiền tu tập thì rất là ít, còn cái người mà đến cái người mà không chịu tu tập thích đam mê trong các dục của thế gian thì rất là nhiều. Thì nói rằng ngài dùng cái từ gọi là thế giới mù quáng, ngài đã dùng cái từ tiếng Anh nó gọi là thế giới mù quáng, là thế giới luôn sống trong cái sự mù quáng, thế gian sống trong cái sự mù quáng đó. Bởi vì sao? Người sống trong thiện pháp thì ít mà người sống trong bất thiện thì nhiều, là ý ngài muốn nói như vậy. Rồi ye gan de ma li ru ye piyita ku chi me suin le be piyita di a mya yi re ga ti de na le re
Tu ko yekan de mali tiyao be si de mati da ri ga amya yi phit ba de da jaw mya swa phya ga akan loka lo kho ba de di ni tiya pwe ko pyan chi me so yin le be atutu ba be mati de pogu ri ga di kaba yi ma amya yi phit ba de ti de na le de pogu ga ne ne le be chi ba de a ra ko mya swa phya ga akan loka lo so lo yin phit ba de mye si kan na ko so lo yin ma ho ba bu nyam mye si kan na ko so lo ba de pakati mye si aku ta ke ko ma shi ni de mye si kan na ko so lo yin ma ho ba bu nyam mye si kan na ko mya swa phya ga akan loka lo so lo yin phit ba de awaisa phou ne loka lo di lo so lo ba de cũng vậy thì cũng vậy thôi, ngài cũng nói lặp đến, ngài cũng lặp lại cái điều rằng những cái điều tốt hay là những cái điều thiện hay là những cái điều chân chánh thì ít người biết đến, còn những cái điều không tốt đẹp thì nhiều người biết đến. Thì giống như là cái cặp mắt của thế gian ấy, không phải ngài nói đến cặp mắt thế gian mà nói đến cặp mắt của trí tuệ, cái sự hiểu biết của trí tuệ. Người có trí tuệ, người có hiểu biết của sự trí tuệ thì rất là ít, còn người mà không có hiểu biết về trí tuệ, không có đúng, không có thấy được trí tuệ, không có được trí tuệ thì rất là nhiều. Thì ngài cũng lập tới lại là ngài cũng nói lại cặn kẽ về cái điều này, là nói đến cái điều tốt đẹp thì ít mà cái điều xấu ác thì nhiều. Tạm thời là như vậy. Thì đó cũng nhớ sọ phía trên của rộng nhà dinh này, yếu gắn để mà lý đồ khó để tìa gà rộ, ảnh vĩ xa cháu ngũ chí khăn bí rộ, khó đạp chất tí tuyệt cháu. Ảnh vĩ xa sổ ra của nì gông chô kêu áo mẹ xu yên, mà tí ra hà ảnh vĩ xa vã. Mà tí ra hà, áo gù mà tí ra lê mê, sít thà nà hà mà tí ra ảnh vĩ xa phía bà rê. Ả rà lý gù ạ chên chô bí rộ, lô yên bíu yá yên. Tí tên tí thái đá gù mà tí ra gà ảnh vĩ xa, mà tí tên mà tí tên nào gù tí ní ra gà lê ảnh vĩ xa bê lù nà lê bà. Cũng vậy, lặp lại, vô minh là gì? Vô minh là sự không biết, không thấy đúng sự thật, không sáng suốt, không hiểu biết rõ đúng sự thật. Như thế nào là không thấy biết, không hiểu biết đúng? Có nghĩa là không thấy biết, không hiểu biết đúng về 8 yếu tố. Thứ nhất là khổ, tập, diệt, đạo. Những năm uẩn trong quá khứ, năm uẩn trong tương lai, năm uẩn trong quá khứ và cả tương lai, và cuối cùng là 12 nhân duyên. Đó, thì nói rằng khi mà chúng ta không hiểu về 8 yếu tố đó thì được gọi là vô minh. Cũng vậy, những điều nên biết lại không biết được gọi là vô minh. Những điều không cần biết lại biết thì gọi là vô minh. Vô minh là gì? Là những điều vô minh là những điều cần biết, nên biết lại không biết, không chịu biết. Còn những điều không cần thiết phải biết thì lại biết thì gọi là vô minh. Mà tí tên nào gù ảnh vĩ xa sổ ra gà rô, mà tí ra á lông ảnh vĩ xa lô mà khó bà vũ. Ảnh vĩ xa mà tí ra hà, mà tí tên nào gà rô tí nì đất đế, tí tên nào gà rô mà tí vũ. Mà tí tên nào tí ra lê ảnh vĩ xa vê, tí tên nào mà tí ra gà lê ảnh vĩ xa bà vê. Có vài người nói là cái từ vô minh này không phải là không biết cái gì gọi là vô minh, không biết tất cả là gọi là vô minh. Có những cái điều xấu mình không cần phải biết, chẳng mình không biết những điều xấu đó, những cái điều mà tiêu cực đó là vô minh, là đâu phải đâu, đúng không? Thì nó rằng vô minh không phải là mình không biết tất cả mọi thứ thì gọi là vô minh, đó là không phải. Mà ngài nói rằng cái cần biết là không biết, cái cần cái điều không cần biết lại biết thì đó gọi là vô minh. Cũng mà phiền tu nhà tết tất đà rồi, tu nhà xa khô ra rồi, tu nhà tà mẹ phiền phá ra, mà hậu đà mẹ mẹ nà đi lên bió ra, ế ra đi chá rồi, tên em phuên xì hàm lô bà hù, rồi mà gáo nà chá rồi, đủ đi hạ lô lô tân đi chá rê, mà gáo nà chá rồi lô lô tì nì rê, mà tì tên nà rì hù tì nì ra gà, ảnh vĩ xa bà. Cũng vậy, như thế nào gọi là những điều không cần biết lại biết, ví dụ như là giết người, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu và các chất say. Những điều đó mình cần nên biết không? Đó, mình lại biết đó là vô minh đó, đó là vô minh đó. Thì nói rằng những điều như vậy mình không cần phải biết đó, mà mình lại biết thì được gọi là vô minh. Tí tên nào của cha rồi mà tí vũ rồi. Thà na cháu, tí la cháu, bảo vân na cháu, cú đù cháu cha rồi mà tí cha vũ rồi. Á cú đù đi ra tí ra, cú đù đi cha rồi mà tí cha vũ. Akuduri loga mau jaro, alulu matemene tanira, magone tusia lungani jaro, tenentesia mluvene, lulu tinirale, wizave,
Kudu ne bade biro jaro tenente datoma mati jabu karilu mati rakale awizaba. Cũng vậy, những điều cần biết thì lại không biết. Ví dụ bố thí là sinh ra phước thiện, trì giới là sinh ra công đức phước thiện, bố thí trì giới hành thiền, rồi sống tâm từ tu tập, những công hạnh tốt đẹp như vậy vân vân. Thì khi mình sống mình không biết những cái điều tốt đẹp đó thì mình lại, đó là những điều gì? Những điều cần biết mà chúng ta không biết. Những điều tốt đẹp đó là cần phải biết mà chúng ta không biết. Chính cái sự không biết đó, cái điều cần biết mà không biết đó thì được gọi là vô minh. Thế đó, thì cái này biểu bì ra cả đó, ở vị sa này bắt đầu bì đó, biểu bì ra bì ra phía bà đấy, đi lau suy, tên đồ lau bì lu thêm mà đấy, thế đó,